Thông tin từ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 20 tháng 7 tới nay, thành phố đã hỗ trợ tổ chức cho 7.023 người từ thành phố về các địa phương, nhiều nhất là Quảng Nam 1.300 người, Phú Yên 1.141 người, Thừa Thiên Huế là 929 người và Hà Tĩnh là 748 người. Vâng, và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định trong tình hình hiện nay, thành phố đã rất nỗ lực tổ chức cho người dân trở về quê. Những người tiếp tục lưu trú lại sẽ được tạo điều kiện tối đa để duy trì cuộc sống và sức khỏe. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, hàng triệu người ngoại tỉnh đang học tập, lao động, công tác tại thành phố. Nếu tất cả về quê thời gian này thì việc tổ chức đón nhận tại các địa phương sẽ rất khó khăn. Ông Mãi cho biết thành phố sẽ thành lập trung tâm tiếp nhận và điều phối tới cấp quận, huyện, phường xã, phát huy mạng lưới hệ thống chính trị cơ sở giúp đỡ cho người dân. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo từng chi bộ đảng viên nắm chắc đối tượng khó khăn. Người dân gặp khó thì kịp thời thông tin đến chính quyền để được giúp đỡ. Số lượng công nhân lao động, sinh viên, người mất việc, người mất thu nhập đang được thống kê để được hỗ trợ. Lãnh đạo thành phố đề nghị người dân tách bạch giữa tiền hỗ trợ và hàng hỗ trợ. Tiền hỗ trợ dành cho người dân thuộc diện gặp khó khăn, còn hàng hóa thì hỗ trợ cho tất cả bà con có nhu cầu.